Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh tập luyện cùng với Fit You. Ngày hôm nay Thủy và Tú sẽ đồng hành cùng với bạn đem đến cho bạn một bài tập giảm mỡ bụng. Chúng ta sẽ tập liên tục cùng với nhau, không ngừng nghỉ. Bây giờ thử luôn bài tập nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với video ngày hôm nay là dành cho bụng nha. Nằm xuống đi mọi người, co gối lại. Hai tay đặt lên chu đùi. Bắt đầu lên thở, xuống từ từ. Lên thở, dùng cơ bụng dọc của mình để kéo lên. Lên thở ra. Cố lên thôi mọi người. Chúng ta sẽ làm 30 giây và nghỉ 10 giây. Có một nhân vật đang rên rỉ, đang tập cùng với Thủy nhưng đang rên rỉ. Ok, tiếp tục nhá. Tay hướng lên trần nhà nào, hai tay trụng sát vào nhau. Sau đó chúng ta chỉ nâng cái cổ vai đầu của mình lên thôi. Đó. Lên, xuống chậm từ từ. Lên, xuống chậm. Chúng ta lên, chúng ta thở ra. Xuống hít sâu. Gồng chắc bụng của mình. Với những chị em nào mà bị đau phần lưng dưới thì hãy dán chặt cái phần lưng dưới vào. Còn với những chị em mà lưng khỏe thì chúng ta có thể hơi cong nhẹ cái đường cong tự nhiên của mình lên. Chưa? Phần lưng dưới sẽ hơi cong nhẹ một chút. Còn với những bạn nào mà bụng yếu, chúng ta nên dán chặt cái lưng xuống nhá. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Hai tay nào, chúng ta sẽ chạm vào, cố gắng chạm vào mũi chân. Đưa hai cái gót chân của mình về gần sát với người. Bắt đầu. Chạm vào mũi chân, chúng ta thở ra. Ai mỏi quá thì chúng ta hạ cổ vai đầu xuống như thế này. Xong lại nhấc lên, được chưa ạ? Còn nếu không thì cứ tiếp tục đi ạ. Chậm thôi. Dặn người hết cỡ. Xoay người của mình đi nào. Kéo cái phần lườn của mình nhiều hơn. Ok. Được 2-3 động tác rồi nha mọi người. Nào, bây giờ chân của mình cùng giơ lên. Hai chân trục sát vào nhau. Nâng cổ vai đầu của mình lên. Hai chân cùng hạ xuống. Đi lên hít sâu. Xuống thở. Không cần phải xuống quá thấp nhá. Xuống quá thấp, nếu bụng dưới của bạn mà không khỏe, xuống nó sẽ bị đau lưng dưới đấy ạ. Mọi người có thể để hai tay sau gáy cũng được. Đó. Với những chị em nào mà chưa biết cách mà phát lực từ phần này, sẽ gồng cổ nhiều thì mình để tay sau gáy. Sẽ là một lựa chọn cho mọi người nhé. Rồi, bây giờ mình co gối lại này. Được chưa? Hai tay mình đưa qua đầu. Đi lên, chạm vào mũi chân, hạ xuống, lên thở. Tiếp tục. Cố lên chị em ơi. Tay vươn qua đầu. Tiếp tục. Lên thở ra. Nhớ chạm vào cổ chân của mình nhá. Ai tốt thì hãy chạm vào mũi chân nha. Cố lên nào. Một cái nữa thôi Tú. Rồi, ok. Tiếp tục nào. Mới trải qua một phần bài tập thôi, một số chị em đã bắt đầu cảm thấy phần bụng của mình đau mỏi, ê ẩm rồi, đã muốn bỏ cuộc rồi. Nhưng thời điểm này sẽ là cái thời điểm mà giúp bạn giảm mỡ nhanh nhất. Nhớ là đừng bỏ cuộc, tập ngay tiếp nào. Bây giờ chúng ta hai tay chạm vào mắt cá chân của mình. Chân duỗi ra, tay duỗi ra. Trở về. Tiếp tục. Đi về. Hít sâu, tay vươn, chân duỗi dài. Cố lên mọi người ơi. Còn 10 giây cuối thôi. Cố lên Tú ơi. Sắp xong rồi. Đừng bỏ cuộc. Nào. Chúng ta chống tay của mình lên nào. Hai khuỷu tay chống lên mọi người. Rồi. Nâng từng chân của mình lên. Hạ xuống. Nâng từng chân lên và hạ xuống. Động tác rất dễ. Chúng ta sẽ làm lần lượt từ dễ cho đến khó. Tiếp tục. Cố lên nào. Đừng bỏ cuộc. Còn một chút nữa thôi. Ok. Lên nha. Tiếp tục này. Chúng ta ngồi và tay chạm vào mũi chân. Một tay chống. Sau đó đổi bên liên tục. Bắt đầu. Đá lên, chúng ta thở ra. Sau đó chúng ta sẽ chống tay lên nha. Đến động tác khó. Chúng ta làm từ dễ đến khó. Cố lên nào, nửa thời gian rồi. Đừng bỏ cuộc, đừng bỏ chúng tôi. Tiếp ạ. Cố lên bạn Tú. Cố lên ạ. Cố lên đi. Cố lên đi. Cái cuối cùng. Ok. Nào, bây giờ chống tay của mình lên nhá. Chống tay của mình lên. Cố lên nào, cố lên nào. Ai đó đã chửi thề. Chống tay lên. Cố lên nào. Đá cao chân lên. Tay vươn chạm vào mũi chân của mình. Cố lên nào. Bắt đầu. Lên nào. Chúng ta mở rộng các ngón tay của mình ra. Nữ thì hay bị yếu cái phần cổ tay ấy. Chúng ta mở rộng ra như thế. Phân bổ lực của mình ra sẽ giúp các bạn thực hiện động tác này tốt hơn. Nào, một động tác cuối cùng nào. Lăn nhá chị em. Cố lên nào. Có 30 giây cuối thôi. Tập mệt như thế từ đầu cuối đến giờ, còn động tác cuối cùng. Cố lên, cố lên. Cố lên nào. Cố lên. Tú ơi. Cố lên bạn ơi. 10 giây cuối nữa. Cố lên nào. Cố lên. Ok, tuyệt vời. Ok, chúc mừng mọi người. Chúng ta vừa hoàn thành bài tập bụng cực kỳ ngắn, đơn giản, có thể tập luyện bất cứ mọi nơi. Chỉ cần trải một cái thảm ra là bạn có thể tập luyện cùng với Thủy và Tú cũng như là Fit You rồi. Các bạn hãy để lại những comment, những cái bình luận về bài tập ngày hôm nay. Cực ngắn nhưng cực hiệu quả, phê pha cái bụng luôn. Nhớ nào, nhớ là nếu như bạn đang cần một người đồng hành lên một chế độ ăn uống tập luyện cho bạn thì hãy để lại thông tin ngay cho Fit You nha. Chúng mình sẽ hỗ trợ bạn, liên lạc với bạn ngay. Hẹn mọi người những video tiếp theo. Bye bye!